Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video video walkthrough Resident Evil Remaster HD. Sau video lần trước mình đã làm video phải thừa nhận là khá là hay về vụ One Bullet kết thúc ở episode ấy, rất là thú vị. Tuy nhiên lần này không được đơn giản như vậy, vì chúng ta thực sự lần này chúng ta sẽ phải đánh với boss. Con boss này chúng ta sẽ là một con rắn ngắn, hơi là ngắn, nói chung là thế. Chúng ta bắt đầu episode ngay vừa luôn đi, tại vì mình cứ spoil cũng vô dụng thôi, chẳng có gì để mà nói hơn là ngồi xem nữa rồi. Let's go. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục cuộc hành trình sau khi chúng ta đã đánh bại con quái cây ở phần trước một cách rất là hay, vì mình không, sau khi làm như vậy chúng ta sẽ không cần một tô viên đạn nào cho chúng cả. Bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với biệt thự với cái chìa khóa helmet key, và chúng ta sẽ mang theo những món đồ được cần thiết, và trong đó kiên quyết là phải có một cái magnum, một cái grenade launcher. Cái Magnum sẽ rất quan trọng cho trận đấu tiếp theo của chúng ta. Bạn đã nhớ điều đó. Bạn có thể không mang với cái kia nhưng Magnum rất quan trọng. Mình sẽ mang theo grenade launcher và một cái acid round. Đây là grenade launcher rồi đây. Một cái acid round. Ok. Bây giờ mình sẽ nhét. Cái shotgun này mình cũng không chắc lắm, nhưng mà mình thấy một số video trên mạng thấy khi người ta di chuyển trở chạy ấy, người ta bỏ khẩu súng đi. Mình không biết như vậy có tác dụng gì đến tốc độ di chuyển như trong Dark Souls hay không, nhưng kệ, cứ ra vẻ bro một tí. Chúng ta sẽ đi lại con đường cũ mà chúng ta đã đi từ phía cái biệt thự để mà có thể quay trở lại với biệt thự. This is Jill. Does anybody hear me? I hear you, Brad. Over. Stars Alpha Team. Bravo Team. Doesn't matter. Respond. I repeat, this is Brad. Brad? Brad. This is Brad. If you can't answer me, somehow give me a sign. Jill to Brad. Can you hear me? Brad. Brad. Shit. It's broken. Ôi trời ơi. Bộ đàm Trung Hoa thì chỉ đến thế thôi. Đi thẳng tới. Rẽ bên tay này có một con đường duy nhất thôi, các bạn không cần mình phải chỉ đâu nhỉ. Ok, ở khúc này chúng ta sau này chúng ta sẽ phải quay lại đây, nên nếu bạn muốn bạn có thể tranh thủ giết luôn Mega Jaw đây cũng được. Ví dụ như mình sẽ dùng shotgun để cho con này xuống. Bạn có thể giết luôn con chó bên này cũng được, nhưng mà tùy, không sao, không nhất thiết phải lo. Ôi, mà không lại đây thì thôi, tên lên. Khi lên trên đây bạn sẽ phải đối phó với mấy con rắn rơi từ trên trần xuống. Các bạn nhớ những con rắn này có tỷ lệ rất cao sẽ gây vô sân cho các bạn. Các bạn cứ việc chạy tới và ở bên này là yêu sức bắn. Đây. Nếu ở đây bạn, nếu ở khúc này bạn lại bị cắn trúng như thế này này. Đấy. Để bạn đã bị trúng độc. Nếu bị bạn bị cắn trúng cũng không cần phải lo, vì ngay căn phòng kế tiếp chúng ta sẽ được tiếp cận với thuốc giải độc. Cho nên bạn cứ bình thản mà đi thôi. Thực tế chúng ta vẫn chưa bị nhận nhiều sát thương mức độ gọi là vượt khỏi mức fine thôi. Chúng ta vẫn đang rất là khỏe. Đi qua bên này bạn sẽ thấy chỗ mà hồi trước chúng ta đi ngang qua là có hai con chó đang canh ở đây. Mà các bạn mà kệ nó. Ở ngay khúc này bạn thấy một cây màu xanh trên trời không? Nhặt nó đi. Mấy con chó bị ngu lắm. Sau khi nhặt xong chúng ta mặc kệ con chó. Chúng ta sẽ đi vào cánh cửa đây và các bạn hãy ăn ngay cái lá cây màu xanh để đảm bảo an toàn cho vệ sinh thực phẩm. Thì mình sẽ nhét luôn cái grenade round vào trong cái grenade launcher. Và mình sẽ equip cái magnum. Ở đằng kia chúng ta sẽ thấy ngay một cái acid round dành cho cái súng grenade launcher. Ông Barry rất thích để lại mấy món đồ này cho chúng ta. Bạn có thể đọc bức message của ông để ngay trên tường. Và chuẩn bị sẵn sàng nhé. Chúng ta sẽ đối đầu với một enemy mới có tên là Hunter. Bọn chúng khá là khỏe, nhưng có thể được đối phó bởi một phát Magnum. Nếu bạn bắn Magnum vào người chúng mà chúng lỡ không chết á, thì bạn hãy lập tức đổi sang shotgun để tấn công Hunter để kết liễu nó.
Đấy, một phát vào đầu. Chưa chết phải không? Lập tức đổi sang shotgun. Mình không nghĩ chúng ta nên tốn nhiều đạn cho mắc thương cho mấy con quái vớ vẩn. Bẻ ra sang nhá. Một cái nữa đây, nếu nó chưa chết đổi sang shotgun và giết chết nó. Mình không biết là giờ có phải do độ khó, có phải do độ khó khác biệt hay không, nhưng mà đôi khi mình nhớ nó không lầm thì sẽ có hai con hunter ở khu đó, phải một con. Mình sẽ bỏ bớt shotgun đi, mình sẽ bỏ bớt magnum đi, vì mình đã xem rất nhiều guide rồi. Đoạn đường tiếp theo chúng ta mang theo Relon chỉ là quá tuyệt vời, miễn bàn luôn đấy. Bởi vì chúng ta sẽ đối phó với những đối địch khá là thú vị, và chúng ta sẽ đánh một con boss có tên là rắn lùn. Chỉ là con rắn đã giết chết người bạn đồng hành chúng ta lúc mà cái anh chàng mà chúng ta phải mang thuốc giải độc cho anh ấy. Con rắn đó đấy, chúng ta hôm nay sẽ giết con rắn đó và chúng ta sẽ sử dụng acid round của cho vũ khí tính giúp chúng ta tiêu diệt nhanh và gọn con rắn đấy. Ở trong căn phòng này các bạn sẽ thấy một cái câu đố. Căn bản thì chúng ta sẽ đi đẩy cái tủ, đẩy cái bức tượng này vào giữa căn phòng. Đây chính là lúc mà camera của game là hại chúng ta đấy. Và cái đẩy từ trước mặc kệ mấy bức tượng. Cái bức tượng này sẽ chặn bức tượng lại. Đấy, thơm. Bạn xem camera làm như vậy thì mình chỉ đó sau khi mà gạt nút ở đây. Lập tức cái bức tường sẽ khép lại. Nhưng camera di chuyển kiểu này thì rất cực kỳ khó khăn cho mình. Bạn xem, đấy, đấy, cứu nạn chưa? Bạn thật thể thật nhanh chóng đẩy cái bức tường này về vị trí của mình. Nếu mà không đẩy kịp thì chúng ta phải làm lại từ đầu. Đẹp quá luôn. Và nhặt một cái battery pack và chui xuống dưới lỗ này, nhặt một cuốn sách. Tôi không thể ra ngoài, tôi đã thử mọi cách mà vẫn không thể trốn thoát, bởi vì tôi đã đành phải tôi mặt với việc là tôi đã bị nhốt lại. Tôi đã ở mọi nơi, từ trong những cái phòng thí nghiệm với những cái ống thủy tinh lớn đầy những thứ mà tôi còn chẳng biết nó từ đâu ra, và tôi có làm gì đây. Lúc đầu thì tôi không muốn tin vào mắt mình, nhưng mà những cái tiếng giày cao gót ở ngay khúc góc nhà, tôi không muốn tin là họ, những người thân của tôi đã phải chia sẻ với cái số phận giống hệt tôi. Không, tôi không muốn từ bỏ hy vọng, tôi tin họ còn sống. Tôi không có thứ gì để ăn hay uống. Tại sao thứ này xảy ra với tôi, tại sao tôi phải chết như thế này? Tôi đã chính là người đã thiết kế ra cái biệt thự này, tôi biết rõ hơn là ai hết. Tôi đã... Thôi dẹp đi. Mình sẽ lấy cái bản tự động. Careful. George Trevor. Hết. Mình đang lồng tiếng lại cho nên mình chịu thôi. Trong khoảnh khắc, mọi thứ trở nên quá rõ ràng với tôi. Những tên khốn đó đã biết ngay từ đầu là tôi sẽ chết ở đây. Mọi thứ đã quá trễ rồi. Tôi đang mất sân. Các bạn ráng cố gắng bâu lại bài đọc. Mình chỉ có thể làm được bước này thôi. Chỉ độ tiếng Anh mình không phải quá tệ, nhưng mà nhanh như thế thì mình chịu, mình chả hiểu sao lúc đó mình hu next phải liên tục, đau lòng ghê. Đi thẳng tới trước và bạn sẽ nhìn thấy một con nhện yêu whip luôn cái này, và bạn đừng tấn công nó làm gì, mặc kệ nó. Rẽ bên tay phải rồi bên tay phải rồi lại bên tay trái, bạn sẽ thấy cái sóc gần xeo, cố gắng nhặt đi nhá. Nào đưa ta cái à, rồi. Sau khi có shotgun xe rồi, bạn quay ra bên đây và bạn sẽ nhìn thấy một con nhện ở ngay bên này. Cứ việc thẳng tay bắn nó, con nhện bắn luôn, và không cần phải đối đầu làm gì. Vì chúng ta sẽ không cần phải quay lại đây đâu nên mặc kệ nó. Ở đây mà ở khu khá hẹp này, bạn sẽ thấy có hai con zombie đang đi tới. Chúng ta cứ sử dụng grenade launcher để đối phó vào chúng.
không phải gì phải ngại. Ôi trời, bạn sẽ kích hoạt được cái thang máy và chuẩn bị sẵn sàng để đánh boss đi. Rẽ bên tay này luôn và đi qua cánh cửa ở đây. Nếu như hồi trước bạn chưa đi xuống đây thì khúc này bạn có thể sẽ phải đối đầu với mấy con thiên ma. Kệ nó, không cần phải lo, miễn cờ mở ra bàn. Ok, ở khúc này sẽ có một con zombie bắn được liệp ạ. Và ở đây bạn có thể sẽ nhặt được acid cell và một món cái revolver này có thể mỹ thì nhớ không lầm thì nó có thể sẽ là một loại đạn dược khác, không nhất thiết phải là cái đai đạn của khẩu mushroom, nhưng mà cái đó là hên xui các bạn ạ. Đẹp luôn. Và sau khi đi qua cái cửa đó, bạn sẽ nhớ rằng ở đây chúng ta có một con Crimson Head đúng không? Hai con zombie luôn. Một anh nằm này. Tiếp theo là đến bé. Ồ, còn chưa nằm xuống rồi đấy. Vài ông nội Crimson Head vẫn chưa chết kìa. Hãy chuẩn bị sẵn sàng acid round vì là sẽ phải đối đầu với nó đấy các bạn ạ. Lóe 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 lóe. Xong, chuẩn bị sẵn sàng nhá, các bạn hãy làm theo ý mình. À không, thật sự thì có lẽ các bạn nếu cũng là muốn các bạn có thể chiến đấu tiếp các bạn và như vậy nhá. Khi nó lao tới lập tức bắn hai viên acid launcher vào mặt nó và sẽ có đủ thời gian để chạy xuống dưới. Sau đó các bạn chạy xuống dưới, con rác cũng sẽ truyền xuống theo. Bạn hãy đi ra bên tay này, hãy đi thẳng ra bên tay phải như thế này. Còn con rác xuất hiện rồi lập tức bắn ngay. Nếu hụt không sao, cứ việc né khỏi bị hụt lập tức bắn ngay 2-3 phát, nói chung tổng 5 phát, 4 phát là con rác sẽ tự động nằm xuống. Nếu các bạn nhìn thấy con rắn này, các bạn sẽ nhận ra là sau con đời này có cái thể loại rắn lùn ngắn thế nhỉ? Đúng không? Kích thước cơ thể và độ chiều dài nó không hợp lý. Rồi, cuốn sách Blue. Easy. Chúng ta sẽ quay ngược lại con đường lúc này của chúng ta để dọn bớt đồ đi, rồi chúng ta sẽ đi khu tiếp theo nào. Chúng ta sẽ quay ngược lại xuống dưới. Cái camera chết tiệt của game đôi khi là mình khó chịu vãi rồi. À, đi ngược cơ. Ây, trời ơi là trời. Ơ à. Ôi trời ơi, đi nhầm đường. Lại linh hồn. Lại linh hồn luôn ấy.
Tôi không biết được rồi khu này, mình cảm thấy ngu thật. Chơi cả tỷ lần rồi vẫn cứ làm như thế là mới chơi lần đầu ấy, sợ thật. Ok, nếu bạn gặp phải con quỷ Crimson Head lần nữa thì cứ bình tĩnh. Ôi trời ơi, hết hồn. Ăn xít đi. Rồi, chúng ta đã đi qua được cánh cửa này ba. Các bạn đi xuống dưới và dọn bớt rồi đi, chúng ta sẽ sàn cho một câu đối tiếp theo nào. Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ cắt bớt một cái battery. Cắt bớt cuốn sách last book phần 2. Last book có 1 phần 2 nữa. Cắt bớt cái Magnum Revolver. Được rồi. Đây mình nắp Magnum Round. Bạn sẽ shotgun và cái kia tùy các bạn. Trong căn phòng này bạn để ý là con chim để bạn có thể đi theo hướng đi của bạn. Việc nó đi theo hướng đi của bạn sẽ khiến cho bạn bị cản trở việc lấy những viên ngọc hiện đang để trên mắt của hai cái đầu thú hai bên phòng. Nếu bạn muốn nhìn thấy vị trí của hai cái mắt đó, bắt buộc phải tắt bớt cái đèn đi. Nhưng trước đó mình sẽ đẩy mấy cái thủ lại về vị trí như thế này, bạn hãy làm theo nhé. Đấy, nuột. Sau đó bạn, suýt tí nữa thì thả tiêu. Bạn ở đây bạn có làm tương tự. Đẩy cái tủ sát vào. Xong. Bây giờ mình sẽ đi tắt đèn. Lúc này mình sẽ để ý hai cái mắt của bọn kia nó sẽ phát sáng. Bạn hãy đứng bên dưới con chim đại bàng để khiến cho nó không nhận ra bạn ở đâu để quay đầu chậm. Và bạn hãy lập tức lấy cái con mắt đang được đứng trên bọn này. Và sẽ nhá, nếu mình đứng góc mép bên này, con chim sẽ không nhận ra là mình đã di chuyển sang bên kia nên nó bị kẹt. Nhanh chóng mình sẽ lấy luôn cái mắt bên này. Xong. Thế là nột. Bạn có nhớ hồi trước mình có đập bể một bức tượng lấy cái viên đá màu xanh nhét vào mắt con hổ không? Viên đá màu vàng còn lại đây. Bây giờ chúng ta sẽ quay lại đó. Bạn nhớ cẩn thận vì nếu như bạn đắp nhầm viên đá thay vì đá xanh thì đá... chuẩn bị gặp mấy con Hunter nha. Mặc kệ nó, không quan trọng đâu. Đấy, qua rồi đấy. Và còn nhớ, đó, nếu bạn đã con hổ, mắt hổ được phát sáng với màu vàng mà một viên trời. Nghĩa là nếu bạn nhét lộn viên ngọc đỏ vào vị trí của viên ngọc xanh trời, ngay lập tức kêu căn phòng sẽ được thả đầy rắn để cắn bạn. Nên phải cẩn thận. Đấy, nuột. Con hổ nó quay đầu. Con hổ nó quay đầu. Bạn sẽ lấy món item này và con hổ sẽ chạy về vị trí cũ và chúng ta sẽ phắn khỏi đây. Rồi, nuột rồi, đi thôi. Chúng ta sẽ tìm chỗ để giải quyết nốt luôn cái viên đá thạch màu đỏ này. Thì ôm chị. Mấy tuổi đòi ôm chị hả con? Và đi qua phía đường phòng dining room để đi thẳng ra cái phòng sảnh chính của cái biệt thự. Và chúng ta sẽ đi nốt cánh cửa cuối cùng sử dụng hai mấy key trong cái biệt thự này. Rồi, nuốt. Hôm nay mình sử dụng hơi nhiều đạn nên sắp. Vậy là chúng ta lại dư thêm một lỗ trống nữa trong bảng hay sao?
Đại khái là trong phòng art room, cái bức tranh vẽ cái biệt thự ấy được đặt ở đấy và được giấu thứ ra đằng sau, mà đến cậu thì cha Spencer cũng không được biết đến. Phải chơi thật gần nhá, một phát mọi người. Ok, bạn rồng ơi, bên tay phải bạn sẽ thấy một cái hộp. À, lấy con dao đã, đúng rồi, lấy con dao. Răng kia là một cái hộp. À đụt. Cái hộp. Và bạn hãy cầm lấy cái hộp và chúng ta sẽ nhét viên đá đỏ vào trong cái hộp. Bây giờ nhiệm vụ của bạn là xếp sắp xếp các mảnh này vào cho làm sao cho đúng cái hình huy hiệu của Umbrella. Bởi vì sẽ làm sao cho thật chính xác và khớp với nhau, nếu không thì sẽ khó khăn cho việc xếp mấy viên còn lại. Và mảnh cuối cùng. Nào vô luôn đi. Rồi xong, mượt. Chứ thật sẽ lựa chiếc chìa khóa. Ôi yeah. Phần sớm thôi các bạn. Chiếc chìa khóa này sẽ được sử dụng ngay và luôn. Và mặc kệ mọi người, chúng ta đi thôi. Let's go. Rồi chúng ta sẽ đi khỏi căn phòng này ngay và luôn. Và chúng ta sẽ tiếp cận ngay luôn cái... cái gọi là gì nhỉ? Ủa, phần còn lại của video. Oh yeah, mình chỉ các bạn một con đường tắt đi nhanh nhất đến chỗ đó nhé. Bạn hãy đi thẳng lên trên đây, băng qua cái cửa bức tranh, ra khu nghĩa địa. Trước khi bạn ra khu nghĩa địa rồi, bạn hãy chạy lại chỗ mà có bức tranh và chúng ta phải dùng bật đèn cho nó để mà nó mở cửa cho chúng ta ấy. Đi vô. Mật mà con gàm tỏi. Oh yeah. Đi thẳng vào đây các bạn sẽ chợt nhận ra chúng ta đã quay trở lại ngay chỗ chúng ta gặp con Hunter ở đầu game mà. Đó chính là nơi ngay gần phòng xe và cũng sẽ là nơi chúng ta sử dụng chiếc chìa khóa mà chúng ta mới lấy được. Đây. Đỉnh luôn. Vô đây. Đặt đồ phát nào. À tối quá, mở đèn lên. Nốt. Rồi, metal object. Ở đâu bên này sẽ có cái battery pack. Ở trong ngăn bàn ở bên này. À lộ bên nào, lộ bên. Bên này sẽ có một cái hòm chứa shotgun shell. Sau khi lấy xong xuôi tất cả rồi, các bạn biến nó khỏi đây và chuẩn bị đi sau game thôi. Để xem mình cái này cho đã rồi, chúng ta vẫn chỉ thấy đây là cái metal object cho nên cũng khó mà nói được sau này chúng ta sử dụng cho việc gì. Việc nó sử dụng cho việc gì thì hãy để mình giúp chúng. Đó là tại sao các bạn xem video walkthrough này đúng không? Let's go. Về căn phòng sale thân yêu nào. Bạn đi vào đường này là thẳng tiến vào căn phòng chứa sale kia luôn. Bạn đừng mở cái cửa hai cái cửa lớn đấy nhá. Nếu bạn đi sang cái cửa lớn nó sẽ gặp ngay hai con hunter đấy, phiền phức lắm đấy. Không đùa đâu. Ok. Rất cảm ơn các bạn quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại những video sau nhé. Đến đây là kết thúc video rồi. Rất cảm ơn các bạn quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại những episode sau như sub, like, dislike, comment các kiểu như các bạn cảm thấy video này xứng đáng với những điều đó. Mình rất thích làm cái series Resident Evil này bởi vì mình vốn là một fan khá lâu rồi của game Resident Evil, cho nên hy vọng các bạn ủng hộ cái series này nhé. Hẹn gặp lại. Và high five.